mấy nay cứ nghe cái vụ à, mì tôm có trong thanh long rồi thanh long có trong mì tôm gì đó mà mình kiếm hoài mình mua á, không có thì hôm nay á, mình à, mua thanh long về mình tự làm luôn mà không hiểu sao là nó không có ra được cái màu hồng mọi người ơi luộc bột hồi á, nó mất tiêu cái màu luôn á có ai biết vì sao không giải thích giùm mình với thanh long ruột trắng á, thì mình thấy giá rất là rẻ nha còn cái thanh long ruột đỏ này á, thì mình mua 25 mươi lăm một ký thì tính ra là nếu mà thanh long ruột trắng á, chỉ có 15 000 ngàn hai ký là bảy 000 mấy một ký à còn thanh long này á, thì nó mắc hơn nhưng mà thấy người ta bán ít như mọi người dạy như là bán không được á thì mình mua hai trái này là tầm khoảng 20 mươi ngàn mà thanh long này mua về đa số là nó không có còn tươi nữa mọi người nó bị héo rồi do là bán không được và để lâu còn thấy đa số thanh long ruột trắng thì khi mình mua về ăn vẫn rất là giòn còn cái thanh long này thì mọi người mua về sau đó mọi người sẽ ép lấy nước và trộn cùng với bột mì, trứng gà và tí xíu muối. Mọi người nhào cho thật là đều và sau đó thì mình sẽ thoa dầu và ủ trong vòng 30 phút. Trong thời gian đó thì mình sẽ ăn cái trái thanh long còn lại mọi người Tại bỏ cũng tiếc á cho nên là ăn Tại mình thấy thanh long này ăn cũng ngon Được cái màu đẹp với ngọt nhiều nước thôi Chứ nó hơi héo Trái thanh long này dạng bán ế quá Mềm mà không có giòn Trái này mà chín, dạng chín cây ăn ngon lắm Giòn ngọt Cái này dạng để lâu quá nó bị ủng á hơi mềm mình vẫn ngọt mình thấy là ăn cái thanh long đỏ này nó ngon hơn cái là thanh long trắng nói chứ lỡ mua về rồi thì phải ăn cho hết chứ để càng lâu mà nó càng héo thì nó lại dở còn cái phần bột mình ủ thì bây giờ đã sau 30 phút mình lấy ra cái khối bột lúc này thì nó hơi dẻo mình sẽ bắt đầu mình nhồi mình nhồi tầm khoảng là 30 phút đối với mì tươi thì khi mọi người nhồi lâu thì cái sợi mì của mình nó càng dai mà nói thiệt là tại vì không tìm được cái gói mì tôm thanh long cho nên nó là phải cán ra như thế này chứ thật ra là mì tươi nó ở nhà nó cực lắm mọi người Lần sau á, mình chắc chắn là phải mua cái máy cán bột về để làm cái mì Người ta có bán sẵn cái bộ làm mì á Chứ mà ngồi mà cắt rồi ngồi cán kiểu này á, mỗi tay và lâu lắm Làm được một thao mì như vậy á, thì chắc cũng khoảng là hơn nửa tiếng một tiếng á. Mà còn bị yên cái là luộc xong tự nhiên bay mất tiêu cái màu mọi người Cái màu lúc mới làm á, ra rất là đẹp Khi mọi người thấy không bỏ vào nước sôi á Thì nó lên một cái màu hồng rất là tươi luôn Rồi được một hồi á, tự nhiên nó chuyển sang một cái màu hồng lợt thì nhìn nó cũng được nó cũng còn màu xong cái luộc cho đến khi nó chín luôn á thì nó mất tiêu cái màu luôn nó còn cái màu vàng giống như là mì bình thường vậy đó rồi cuối cùng á là đú tre để làm mì thanh long để ra một cái màu hồng đẹp nhưng mà không ngờ là cuối cùng nó cũng thành mì tươi phiên bản bình thường màu vàng thôi bởi vậy mẹ mình hỏi là ủa tự nhiên mày làm mì thanh long mà mày luộc ra sao nó mất tiêu cái màu vậy thì mình kêu là giờ cũng không biết làm sao nữa Giờ nó ra cái màu nào thì ăn thôi chứ biết làm sao giờ Cho nên là nó là nấu tô mì ăn luôn Tuy là cái màu nó mất đi rồi Nhưng mà cái mùi hương á, thanh long thì vẫn còn Và mì á, thì ăn vẫn rất là ok